Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, Thiều Bảo Trâm đã có những chia sẻ về thần tượng nhóm nhạc Blackpink khi cô và nhóm nhạc này có cùng gu thời trang và thường xuyên diện đồ giống những thành viên trong nhóm nhạc này. Người hâm mộ không còn xa lạ chuyện Thiều Bảo Trâm là fan cứng của Blackpink, nữ ca sĩ nhiều lần diện trang phục đụng hàng với thần tượng của mình. Tuy nhiên, không phải lần nào cũng là Thiều Bảo Trâm học hỏi từ Blackpink diện chung kiểu trang phục, đôi khi còn là sự tình cờ do họ có gu giống nhau. Thiều Bảo Trâm nhiều lần bày tỏ tình cảm với Blackpink trên mạng xã hội. Gần đây, nữ ca sĩ chia sẻ về thần tượng trước truyền thông và việc thường xuyên mặc đồ giống Blackpink. Cô thừa nhận học tập phong cách từ nhóm nhạc này bởi Jennie, Jisoo, Lisa và Rosie bao giờ cũng dẫn đầu xu hướng thời trang. Nhưng điều đó không phải là tất cả, đôi khi còn có sự trùng hợp giữa Lisa và nhóm nữ nhà YG. Tôi thường học tập phong cách thời trang của họ, nhưng một nửa còn lại đôi khi cũng là tình cờ thôi. Có những cái tôi mua mặc thì hôm sau thấy Blackpink cũng mặc, có thể chúng tôi hợp gu thời trang, giọng ca một mình có buồn không khẳng định. Thiều Bảo Trâm còn cho biết thêm việc cô yêu thích, học tập Blackpink cũng không có gì là kém tinh tế. Cô không sợ những bình luận tiêu cực từ mạng xã hội, kênh ngay không sợ chết đứng, tôi thích Blackpink thật và tôi thể hiện sự yêu thích đó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nếu mình thích Blackpink, mình mặc giống họ và nói gì đó về họ thì sẽ có người chú ý đến mình, nữ ca sĩ tâm sự. Thường xuyên có những lần diện trang phục giống nhóm nhạc này nhưng Thiều Bảo Trâm cũng không bị lép vế. Dù đối tượng là Lisa, Jennie, Jisoo hay Rosie, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa vẫn toát lên được khí chất riêng. Ngoài ra, vóc dáng chuẩn cũng là lợi thế giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả. Thiều Bảo Trâm là một trong số ít những ngôi sao công khai hâm mộ Blackpink nhưng vẫn được lòng công chúng. Cô không bị chỉ trích vì làm lố, ngược lại cộng đồng Blink vẫn luôn chào đón cô. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh tin tức giải trí D News để không bỏ lỡ thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!